thành phố Hồ Chí Minh có thể lạnh 18 độ C trong Tết Dương lịch. Trước và trong Tết Dương lịch 2023, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ sẽ bước vào đợt nhiệt độ giảm sâu nhất trong năm, ở mức 18 độ C sáng ngày 20 tháng 12. Trao đổi với Dinh, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, cho biết thành phố Hồ Chí Minh đang đón một đợt không khí lạnh khoảng 10 ngày gần đây nên không khí se lạnh vào sáng sớm. Dự báo đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12, nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh ở mức 19-20 độ C. Từ ngày 25 tháng 12 trở đi, nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng nhẹ 1-2 độ C. Thời tiết sẽ đỡ lạnh hơn, nhưng không cảm nhận được thay đổi nhiều vì nhiệt độ tăng không quá cao. Bà Lan nhận định. Bà Lan thông tin thêm trước và trong Tết Dương lịch 2023, Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn, nên nhiệt độ có thể giảm xuống 18 độ C vào nửa đêm về sáng. Đây có thể là đợt lạnh nhất năm. Tại Nam Bộ, Phước Long, tỉnh Bình Phước và Long Khánh, tỉnh Đồng Nai sẽ là hai địa phương có nhiệt độ thấp nhất, dự báo có mức nhiệt 17-18 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ dưới 18 độ C xảy ra nhiều năm ở miền Nam nên không có gì bất thường. Năm ngoái, con số này là 19 độ C, bà Lan nói. Theo dữ liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh từng xuống 16,4 độ C vào ngày 25 tháng 12 năm 1999 đo ở trạm Tân Sơn Hòa. 10 năm qua, nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận là 17 độ C vào cuối năm 2009. Những năm sau đó, nhiệt độ thấp nhất mỗi năm phổ biến 18 độ C.